Mẹ ơi, mẹ đi chơi về chưa ạ? Lần này mẹ đi lâu đấy. Con nhớ mẹ quá. Từ lúc anh vào thay đồ đến giờ viết trong xóa mấy lần rồi? Làm sao? Tại vì nãy giờ không có nghĩ ra ngôn từ phù hợp cho nên em chưa gửi tí nữa. Ngôn từ phù hợp? Làm chỉ là soạn thảo hợp đồng ấy, hay là tìm kiếm đối tác chiến lược lại phải ngôn từ phù hợp? Lời lẽ yêu thương dành cho người thân luôn luôn phù hợp. Nhắn đi. Thường thì mẹ Ngọc cẩn thận lắm, nên hôm nay mùng 1 mà mẹ không ở nhà, em phải qua sắp lễ thắp hương. Mấy chuyện này là anh chịu đấy. Bình thường toàn là mẹ với chị Phương lo. Sao đây? Mẹ đang ở nhà. Bây giờ sao? Kiểu gì mẹ chẳng nghe tiếng mở cổng rồi. Hãy đi vào. Đi, hôm nay mùng 1, không sao đâu. Mẹ mệt hả? Mẹ sao thế ạ? Mẹ sốt cao quá, không đưa mẹ đi khám nhé. Không khiến. Mẹ, tôi tự lo được, không dám làm phiền anh chị. Mẹ bị mấy ngày rồi, để bọn con đưa mẹ đi khám nha. Không khám xét gì cả, tôi chỉ cảm soàng thôi. Anh chị về đi. Mẹ ơi, mẹ giận, mẹ cứ giận, nhưng mà để bọn con đưa mẹ đi khám xem thế nào. Đã nói là không cần mà. Mẹ. Mẹ. Sẽ thế nào chứ không để thế này được đâu. Tính mẹ thế đó. Một khi đã không muốn thì có mời bác sĩ mẹ cũng không chịu đâu. Khó thế nhỉ. Nhưng mà không chủ quan được đâu. Tối nay em ngủ lại với mẹ, để xem mẹ thế nào đã. Hợp lý. Thôi, gọi lên với mẹ đi. À, nhà có cặp nhiệt độ hay là đo huyết áp không? Có. Em kiểm tra luôn xem tình trạng hiện tại của mẹ thế nào nữa. Có gì nhắn anh luôn nhá.